Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 2 sách cánh diều. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé. Đề thi cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 2. Đề bài chúng ta có hai phần. A lớn kiểm tra đọc, B lớn kiểm tra viết. Chúng ta làm phần A lớn kiểm tra đọc. Ở phần A lớn chúng ta có một đọc thành tiếng. Các con sẽ được các thầy cô giáo bắt thăm cho bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Thời gian từ 3 đến 5 phút. Các con sẽ đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng từ. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. Phần 2, đọc thầm và làm bài tập. Đọc đoạn văn sau. Cây gạo. Mùa xuân cây gạo đó gọi đến bao nhiêu là chim? Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào màu, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ, bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện, ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy, cây gạo già mỗi năm trở lại tuổi xuân, càng nặng chịu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Theo Vũ Tú Nam Chúng mình vừa đọc thầm đoạn văn cây gạo. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Câu 1 Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào? A. Mùa xuân B. Mùa hạ C. mùa thu, D. mùa đông. Để tìm được câu trả lời, bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào? Cô giáo yêu cầu các con chúng ta đọc lại đoạn văn một lần nữa. Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa xuân. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Mùa xuân. Câu 2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? A. Tháp đèn khổng lồ B. Ngọn lửa hồng C. Ngọn nến D. Cả ba ý trên Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống tháp đèn khổng lồ Đó là đáp án A Chúng ta khoanh tròn chữ cái A Câu 3. Những chú chim làm gì trên cây gạo? A. Bắt sâu, B làm tổ, C trò chuyện ríu rít, D tranh giành. À những chú chim trò chuyện ríu rít trên cây gạo, đó là đáp án C, các con khoanh tròn chữ cái C trò chuyện ríu rít. Câu 4, từ ngữ nào trong bài văn cho ta thấy cây gạo có những cử chỉ giống như con người? Nối với đáp án em cho là đúng. Ở đây, bên trái chúng ta có ô cây gạo và bên phải có 4 ô, ô thứ nhất là từ gọi đến bao nhiêu là chim, ô thứ hai từ lung linh trong nắng, ô thứ ba như một tháp đèn khổng lồ và ô thứ tư nặng trĩu những chùm hoa. Bây giờ chúng mình nối từ cây gạo với từ nào ở trong bài văn cho phù hợp? từ ngữ nào trong bài văn cho thấy cây gạo có chữ cử chỉ giống như con người Đấy. ở đây cây gạo à, có những cử chỉ giống như con người là gì nhỉ à cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim như vậy chúng ta nối ô cây gạo với ô gọi đến bao nhiêu là chim Câu 5. Cho các từ: gọi, mùa xuân, bay đến, hót, cây gạo, chim chắp, trò chuyện. Em hãy sắp xếp các từ trên vào hai nhóm cho phù hợp: A. Từ chỉ sự vật. B. Từ chỉ hoạt động. Từ các từ ở trong bài đã cho, chúng mình sẽ xếp thành hai nhóm. Đó là nhóm từ chỉ sự vật và nhóm từ chỉ hoạt động. Trước hết, chúng mình tìm những từ chỉ sự vật. Những từ chỉ sự vật là, là từ nào nhỉ? À, từ mùa xuân này, rồi từ à, cây gạo, và từ chim chóc. Còn các từ chỉ hoạt động là từ gọi, bay đến, hót, trò chuyện, Đấy, trò chuyện vậy chúng ta sắp các từ vào nhóm từ chỉ sự vật là mùa xuân cây gạo chim chóc Còn B, các từ chỉ hoạt động là từ gọi bay đến hot trò chuyện câu 6. cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim thuộc kiểu câu gì a ai là gì b ai thế nào c ai làm gì ở đây cây gạo gọi gọi là từ chỉ hoạt động với ông tức là chỉ ai làm gì Đấy, như vậy cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim thuộc kiểu câu ai làm gì đó là đáp án c các con khoanh tròn chữ cái c câu 7. bộ phận in đậm trong câu Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim? Trả lời cho câu hỏi nào? A. Làm gì? B. Là gì? C. Khi nào? D. Thế nào? À, bộ phận in đậm ở đây là từ nào nhỉ? À, từ đây ở đây bộ phận in đậm là cây gạo mùa xuân cây gạo đến gọi đến bao nhiêu là chim trả lời cho câu hỏi à mùa xuân tức là cái chỗ thừa là in đậm này này đấy mùa xuân tức là cô giáo từ cô giáo gạch chân những cái chỗ phần in đậm này này là cô giáo gạch chân đấy. tức là mùa xuân từ mùa xuân này à, gọi đến bao nhiêu là chim tức là chỉ thời gian khi nào chúng ta khoanh tròn chữ cái c câu 8 hoàn thành câu văn sau để giới thiệu về sự vật một con đường này là chấm chấm hai cái bút này là ở đây có hai có hai câu chúng ta phải hoàn thành và hai câu này các con lưu ý là câu giới thiệu về sự vật ở đây người ta cho sẵn con đường và cái bút con đường này là gì có rất nhiều cách chúng ta điền có thể con đường này là con đường em đến trường hay là con đường này là con đường đẹp nhất Vân vân. hai Câu 2 Cái bút này là Cũng có rất nhiều cách trả lời Đấy, Cô giáo có ví dụ Ví dụ như là cái bút này là cái bút đẹp nhất Hay là cái bút này là cái bút to nhất Câu 1 Cô giáo chọn là gì Con đường này là con đường em đến trường Con đường này là con đường Em đến trường Câu 2. Cái bút này là cái bút đẹp nhất. Câu 9. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong hai câu văn sau. Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn, giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát, hiền hòa. Ở trong đoạn này có hai câu. Câu thứ nhất là hết mùa hoa chim chóc cũng vãn và câu thứ hai giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát, hiền hòa. Chúng ta sẽ đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp. Ở câu thứ nhất, hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Cô giáo sẽ đặt dấu phẩy vào hết mùa hoa. Phải chim chóc cũng vãn. Câu 2. Giống như thuở trước, phải cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền hòa. Ở câu 2 này à, có đã có dấu phẩy ngăn cách giống như thuở trước với à, cái vế đằng sau. Như vậy chúng ta không cần thêm dấu phẩy nào nữa. Như vậy ở đoạn văn trên chúng ta thêm dấu phẩy à, ở câu thứ nhất chúng ta vừa làm xong phần a lớn kiểm tra đọc bây giờ chúng mình chuyển sang phần b lớn kiểm tra viết một bài viết nghe viết bài viết con rồng cháu tiên chúng ta viết đoạn từ âu cơ cùng 50 con đến con rồng cháu tiên sách tiếng Việt 2 tập 2 trang 117 Đấy, chúng ta sẽ viết chính tả bài con rồng cháu tiên đoạn từ âu cơ cùng 50 con cho đến con rồng cháu tiên khi viết chứng tả các con lưu ý bài viết không mắc lỗi chính tả chữ viết rõ ràng đúng cỡ chữ đúng khoảng cách và trình bày đúng đủ đoạn văn hai bài viết hai viết bốn năm câu giới thiệu quê hương em hoặc nơi em ở cô giáo có À, bài bài văn mẫu như sau. Bài làm Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung Du Hiền Hòa. Nơi đây phong cảnh thật đẹp. Từ chiến đê lộng gió, em ngắm nhìn những đồng lúa, trổ đồng thơm ngát hương thơm. Dọc con sông thao uốn lượn đẹp như giải lụa đào. Những vườn chuối xanh ngút ngàn, chập trùng trong nắng mai là những đồi cọ xòe ô xanh mát. Những đồi sim đồi cỏ xanh biếc, đồi chè bát ngát, chạy nối nhau tiết tận chân trời. Con đường làng, đất đỏ cong cong theo ruộng đồng, ôm lấy những bãi ngô nương chè. Em thấy làng quê em ẩn hiện giữa những vườn cây sum xuê hoa trái, nơi đó có nhà em ở, mái nhà đơn sơ dưới chân núi bình yên, giản dị. Trong ánh hoàng hôn, khói cơm chiều lan tỏa trong xương tạo nên khung cảnh bình yên vô cùng quê hương yêu dấu với biết bao con người em yêu em quý mến ai ai cũng hiền lành thật thà và dễ mến em thấy quê em thanh bình và đáng yêu quá em mà, em sẽ mãi không bao giờ quên những hình ảnh đẹp của quê em bài kiểm tra môn tiếng việt Ở cuối học kỳ 2 đến đây là hết rồi cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới cô chào các con